Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có về một ít món nhập từ bên Nhật về nha mọi người. Mấy lúc mà mình nhập xe đạp về bán đó thì mình có mua thêm một hai món đồ nó kèm theo cái thùng xe, bỏ vô thùng xe cho đỡ tốn phí vận chuyển. Cái này cái cắt xích, cái cắt dây xích nha mọi người. Cái này là hàng mới, chưa sử dụng, chưa qua sử dụng nha. Chữ Nhật nè. Này chưa qua sử dụng. Cái con bù lon này của nó to ghê luôn á. Này mới chắc chắn dặn khỏi sợ tuôn. Hàng mới chưa sử dụng, nhập từ bên Nhật về. Cái này giá, cái này mình bán 220 ngàn đi, 220 ngàn nha mọi người. Cái này hàng mới chưa qua sử dụng, Nhật, chữ Nhật. Mình có giờ, hôm bữa mình có về cái yên xe chung với lại chiếc xe Specialized đó. Hôm nay mình mở ra coi nó nè, chữ Nhật gì đâu không à. Này, cái yên này là cái yên Merida, yên này trong xe Merida nha mọi người. Này da, này là bọc da mà nhìn nó mượt lắm, nhìn giống như là nhựa vậy. Nhưng mà thật ra là da, nó bấm vô đây đây. Đây. Đẹp. À, dưới đây nó có thêm một cái này nữa nè, lúc mình mua là mình cũng không để ý. À, mình cũng thấy nó đưa cái này ra mà không biết là cái gì, nhưng mà về mình mới phát hiện là cái này là cái hộp đồ nghề nha mọi người. Đây, bật ra, lấy cái này ra. À, trong đây có một đống đầu. Điện thoại không lấy nét luôn ta. Có một đống đầu vít để cho mình dặn. Xài xong nhét vô. Rồi đẩy lại. Đây, gọn khô. Ai không thích cái hộp này thì tháo cái hộp này ra luôn cũng được. Ừ, ở đây nó có mấy con ốc nè, có 4 con ốc để ép lại nè. Những cái loại yên này á, sau này nếu mà lỡ nó có hư có rách á, mọi người vẫn ép lại được nha, vẫn đi lợp yên lại được. Ở đây nó có một dàn ốc để ép dễ nè, dễ tháo nè. Cái yên này 800 ngàn em ơi, còn rất là mới. Có chỗ này nó hơi có cái dấu cọ giống như dựng vô tường vậy đó, chứ không phải là gách nha, nó hơi có dấu cọ trắng trắng nè. 800 ngàn một cái yên Merida nhập ở bên Nhật về. À, rồi mình có về hai cặp bidan. Bidan. Cặp thứ nhất, màu giống như titan vậy đó. Giữa này là carbon, thầm hố nha. Cái này chắc dành cho
MTB hoặc là touring gì đây. Wow. Dữ. Bật đạn. Này là giống carbon quá. Thương hiệu Goric. Titan 7 màu luôn. Cái này bằng gì không biết, không biết nha. Nhôm si hay là gì đây? Chắc nhôm si quá. Chứ không phải titan đâu. Cặp này giá 1 triệu 3 nha mọi người. Bidan mới thì dầu mỡ mới nó cho nên là nó hơi hơi cứng một chút. Nó hơi rít hơn một chút. Chắc phải đạp một thời gian nó mới mềm mại lại. Đây có mấy cái chấu để bám vô chân mình nè ha. Cặp này 1 triệu 3. Này không biết phải carbon không nha. Nhìn là cái vân là carbon gì đó nhưng mà trong cái thông tin của trang web thì nó ghi là carbon đó. Rồi, một cặp tới cặp thứ hai. Cặp này mình thích nè. Cũng cùng thương hiệu Goric, Goric. Hai cặp bidan này là hai cặp bidan mới nha mọi người, chưa sử dụng nha, chưa qua sử dụng nha. Cặp bidan này to. Nếu mà đặt chân lên là hết bằng chân đó. Nhưng mà nó có luôn cái can cho dành cho những ai mang giày can thì đeo bên đây, còn ai mang giày thường thì đạp bên đây. Ha, đồ mới luôn, còn chụp bảo vệ nữa nè. Còn điều đặc biệt của cái bidan này nữa là cái bidan ở bên trái nè. Cái bidan bên trái á có một cái đặc biệt là nó bật ra được để làm cái chân trống. Đây. Mình cũng khoái cái chi tiết này lắm. Đôi khi đi road mà mình đi ăn sáng hay là đi đâu đó mà dựng xe đâu có chỗ dựng, dựng ké xe người ta nó hay bị ngã quá. Cho nên mình thấy cái này mình khoái nè. Bật ra. Và nó có một cái cọng dây để cho mình khóa cái thắng trước lại, khóa thắng sau lại. Đó, là khi bật ra mà khóa thắng sau lại là xe nó không di chuyển nữa, là nó sẽ đứng yên. Mình thích cái này nè. Ở đây nó có 500 nha mọi người. 500 nè, cái này 500 nè. Khi đưa vô là nó hít nè. Đó. Hít cái bạc dính để cho khi mình chạy nó không có rớt cái này xuống được, không có rớt cái thanh này xuống. Hít rất là mạnh, mọi người nghe tiếng nè. Đó. Đó. Mình rất thích cái chức năng này. Cái này thì những người nào mà yêu thích cái trọng lượng, để quan quan trọng quá cái trọng lượng á, thì không có chơi cái này được nha. Tại này nó nghiêng về đáp ứng cái nhu cầu tiện lợi của mình là nhiều hơn, chứ nó không không nghiêng về trọng lượng, cho nên là nó sẽ hơi nặng hơn bằng đạp bình thường, là do nó vừa can mà vừa bật ra là chân trống luôn. Cặp này mới nha. Cặp này giá 1 triệu rưỡi nha mọi người. Hàng nhập trực tiếp từ bên Nhật về, hàng mới luôn. Thương hiệu là Goric. Giá 1 triệu rưỡi một cặp mới. Nó có cho thêm này là gì nữa đây nè. Cho thêm mớ đồ nghề trong đây nữa nè. Có luôn cây lục giác nè. Rồi mình cũng không biết cái đó gì, để tìm hiểu sau đi ha. Chủ yếu là cái bằng đạp. Bên cạnh đó thì mình còn cái nón này nha mọi người. Nón này thì nón dạng cổ điển bằng da của Ý nha. Cái này là chỉ dành cho những người có cái vòng đầu là 54cm trở lại nha. Ở trong này là da mờ nè, ở ngoài này là da bóng nè. Còn bóng láng nha. Cái nón này mình đang giảm giá còn 2 triệu thôi mọi người. Da của Ý. Hàng này là hàng đã qua sử dụng nha mọi người, nhưng mà còn rất là mới, bóng lưỡng thôi. Dòng đầu từ 54 trở lại, giá là 2 triệu. Rồi. Đây mình có mấy món đồ nhỏ nhỏ. Mấy món này để giới thiệu với anh em chơi vui thôi, chứ
chắc là không bán mấy món này. Mấy món này đồ Trung Quốc, bên mình chỉ bán đồ nhập bên Nhật thôi. Này là mấy món đồ Trung Quốc mà nhìn thấy cũng rất là đẹp nha. Rồi, cái rất là đẹp. Cái anh yên này 210.000. Nhìn rất là đẹp. Quá đã luôn á. Đây. Ngồi. Bảng nó cũng ngang để ngồi cho nó bớt đau đít. Bớt đau cái mông của mình. Đây, physics. Physics mà hàng của Trung Quốc nha. Cái này 450 hay gì? 450. Đẹp lắm nha. Mà đồ Trung Quốc, đồ này chỉ giới thiệu chơi vui với anh em thôi chứ không bán đâu. À, đây có cái bình nữa nè, cái bình, cái chai này là để cái dân nó nhìn giống như carbon vậy đó. Nhưng mà cái này cũng rất là hay nha. Anh em nào mà đi xa khoảng 50-60 cây á thì cũng nên có một cái như vậy. À, chia sẻ với anh em luôn. Trong đây đựng một cái kiến để mấy người hơi đứng tuổi mà có kính cận rồi đó ha, là để dưới đây được. Ở đây để đồ nghề nè, để một cái ruột xe nè, để bộ đồ nghề nè, ba cây cại nè, với lại cái hộp giá xe đó, ụp lại đây dắt vô cái gọng nước, cái gọng chai nước, rất là hay, mình thấy rất là hay. Cứng nha, cái này cứng đó. Với con cái này mình chia sẻ với mấy anh em, cái túi gắn sau yên xe nè, mình thấy cái túi này nó rất là hay mà nó dài nữa nha. Nó dài đủ để cho mình bỏ một cái lớp xe vô đây luôn. Bỏ một cái lớp vô đây luôn nha. Tại vì thường cái lớp xe nó dài khoảng một gang tay. Thì cái này mới vừa nha. Cái này nó sử dụng là cuốn lại như vậy nè. Thì nước nó mới không vô được nha anh em. Đó, mình đó là mình ngại xài mà dây kéo rẹt rẹt gì lắm. Thứ nhất là không có kính. Thứ hai là dây kéo đó kéo dài bữa là nó hư. Hư dây kéo mất công lắm. Còn đây là bỏ vô xếp cuốn lại xong gài lại đó. Như vậy là bảo đảm 100% nước sẽ không vô, rất là hay. Mấy lúc mà mình đi xa khoảng chừng cả 100 cây đồ đó là mình phải đem theo cái này, cái vỏ xe bỏ trong đây, bộ đồ nghề lục giác đồ bỏ đây luôn, rất là hay. Chia sẻ với anh em chơi, nhưng mà cái này đồ Trung Quốc nha, đồ Trung Quốc. Rồi ok, video mình hôm nay chỉ có như đó thôi. Một là có vài món hàng để giới thiệu tới anh em. Hai là chia sẻ một số món đồ mà mình cảm thấy là mình cần thiết khi mà phải đi xa đó. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình ha. Vài bữa nữa mình có về một chiếc xe Jan nữa nha. Jan TCR. Mà cái anh bạn người Nhật này bán này ảnh ship hàng lâu quá. Từ lúc mua xe tới giờ mấy ngày mà ảnh chưa có ship hàng cho mình nữa. Chắc mắc công chuyện gì đó, cho nên đang chờ. Hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.